Mọi thứ thì nó tất cả ở quá khứ là nó đến bây giờ nó khẳng định là một chuyện hiểu nhầm. Và thời điểm hiện tại cũng khá lâu sau cái vụ lùm xùm giữa Webby và Jack đúng không ạ? Và mọi người cũng biết như thế. Và không biết tới thì hiện tại thì hai người đã có cái cơ duyên nào mà mình gặp nhau chưa? Và nếu mà lỡ chưa và thì trong tương lai lỡ gặp nhau thì sẽ như thế nào ạ? Thôi em thì cũng không dám nói gì nhiều về Jack đâu. Câu chuyện nó cũng xảy ra đã khá lâu rồi. Thì em cũng mới có một cái thông tin gần đây là em có nói chuyện với cả anh Vũ Hồng Thắng, là anh đạo diễn MV Bông Hoa Đẹp Nhất. Thì anh Thắng có bảo là có rủ em là đợt tới đi đá bóng. Thì theo dự tính là trong đội bóng đó cũng có Jack. Đó thì em chỉ biết được một cái thông tin là có thể là sẽ gặp nhau trên sân bóng. Thì đương nhiên là nếu gặp nhau thì em vẫn sẽ vui vẻ. Và mọi thứ thì nó tất cả ở quá khứ là nó đến bây giờ nó khẳng định là một chuyện hiểu nhầm. Nhưng mà lỡ Đó. bạn không vui với em thì sao? Thì nói chung là em cái qua cái câu chuyện này cái qua cái trụ câu chuyện lần trước thì em từ đó về sau em cũng không muốn nhắc rách vào trong câu chuyện của mình. Đó, em nếu mà bao giờ mai ngày mà có cơ duyên mà nói chuyện với nhau rồi cơ thì lúc đó em sẽ thoải mái nhắc về rách, còn hiện tại thì em cũng không biết như nào, nhưng mà em thì vẫn có luôn luôn có thiện chí, nếu mà có cơ hội có duyên thì để mà nói chuyện được với nhau mà gặp được nhau thì cũng rất là vui. Tại vì khi Ellie đặt câu hỏi này là bởi vì Ellie biết các bạn cùng sinh năm 97 với nhau và cùng nổi lên từ hiện tượng mạng Dạ. và không tránh khỏi rất là nhiều khán giả fan của hai bạn được so sánh hay cùng với nhau. Dạ. Thì đó là một cái vấn đề bỏ bên. Thì đối với hai bạn thì cái chuyện so sánh này có khiến cho hai bạn khó chịu vào cái khúc nào mình cảm thấy là chạnh lòng không ạ? Về so sánh thì thực ra là em đã nhận được những cái so sánh từ trong cái thời điểm đó rồi, và em cũng luôn luôn nhận là em cũng luôn luôn tự biết mình là ai. Và em có trong một bài báo nào đó thì em có chia sẻ là Jack là em, nếu em nhìn nhận chính xác thì bạn ấy đang cống hiến nhiều hơn em, bạn đang cống hiến cho âm nhạc Việt Nam nhiều hơn em. Thì đó là cái so sánh mà từ nó xuất hiện ở trong những câu hỏi từ năm ngoái rồi, còn đã lâu rồi em cũng không không nhắc đến Jack ở câu chuyện của mình nữa. Tại vì theo Ellie nhận xét một cách khách quan với một người mà nhìn một người nghe nhạc thuần túy thì Ellie không không cảm thấy là ai cống hiến nhiều hơn ai. Ellie cảm thấy là mọi người đang có một màu sắc riêng, cho Dạ. nên là cái câu nói của Ellie cảm thấy rất là khiêm tốn. Và Quân ơi, khi mà khán giả biết là số lần này sẽ có Ellie, bạn biết rồi, fan của bạn đông dữ lắm, cả trai và cả gái, và rất là nhiều tâm tư và nỗi niềm. Trong đó, Ellie đã bốc ra một cái nỗi niềm rất là nhức Chắc nhối và cần bạn tư vấn. chắn là một câu hỏi Câu cực hỏi không hề hóc hóc hút búa, xí nào. cực kỳ hóc búa. Em lại thế rồi. Anh Quân AB ơi. Dạ. Anh Quân AB ơi, dạ là sao? Anh đây. Anh Quân AB Anh đây. ơi. Biết rồi, phản Phải ứng chậm. Buồn cười quá. tại giọng chị ấy làm em bị ảnh hưởng, Sao vậy? nghe dễ bị nghe nghe dễ dễ bị thốt lên từ dạ, Là giống như kiểu cô giáo à? hình như thế. Vậy tôi chỉ sẽ đổ qua tổng kết. Anh Quốc KP ơi. Anh đây. Ok, đọc đọc câu hỏi của khán giả thôi. Vừa qua em có xem MV Bông Hoa Đẹp Nhất của anh và khá đồng cảm vì em cũng vừa phát hiện mình chỉ là một người thay thế trong tình yêu. Nhưng bạn gái của em lại không muốn chia tay vì người bạn ấy yêu đã qua đời vì tai nạn. Bạn ấy xem em như là một chỗ dựa suốt một năm qua. Giờ em bỏ thì thương, vương thì tội. Theo anh, em nên như thế nào bây giờ? Câu này chắc phải nghiêm túc Đây rồi. cũng là một trường hợp em thấy khó thật, thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Với bản thân em thì em nghĩ em sẽ ngỏ lời để làm một người bạn luôn luôn ở bên cạnh chia sẻ bạn ấy. Còn khi ở trong tình yêu thì luôn luôn mình hơi ích kỷ mà, mình yêu và mình cũng mong là mình được đáp lại cái tình cảm đó. Thì đây, nếu mà bạn ở trong một cái trường hợp mà cái người
yêu bạn vẫn đáp lại cái tình cảm đấy nhưng mà lại đang lại tưởng tượng ra bạn là một người khác. Thì thực sự đấy là một cái mình cảm thấy khá là bị, cảm thấy khá là bị động đến cái lòng tự tôn của người lòng đàn ông tự ái của người đàn ông. Nhưng mà bây giờ người đó không còn nữa rồi thì đừng, em thì em không thể, em thì với em thì em sẽ không bao giờ em dám trách cái người bạn gái của mình. Đó, nhưng mà mình cảm thấy mình không được yêu thương ở trong cái mối quan hệ này thì chắc là em sẽ dừng lại thôi, chứ em không thể tiếp tục. Như vậy bây giờ ví dụ như trong trường hợp đó, nhưng mà người ta nói là không, em không chia tay, em làm gì em? Bắt đầu có nghĩa là mình sẽ có những cái buổi ví dụ như ngồi nói chuyện giải thích. Workshop và... với em hả? Em không chấp nhận đúng vâng, không? Và kể cả có không chấp nhận thì em cũng sẽ có những cái hành động đan xen. À ví dụ là anh dẫn bạn gái khác đi nghe mà không. Em chia tay hay sao Quân? Không, không phải là đến mức như thế nha. Ý là mình không thể tiếp tục được ở sống ở trong một cái mối quan hệ mà mình không phải là cái người nam chính trong cái câu chuyện của hai người. Nhưng mà đặt cái ví dụ giống như là trong trường hợp đó là mình biết là mình là người thay thế nhưng mà mình đã yêu người đó rồi thì như thế nào ạ? Yêu rồi thì mù quáng, không làm gì được đâu. Đừng đặt câu hỏi tới chương trình nữa em ơi ha. Kiểu vậy không đâu. Yêu mù quáng không làm gì được đâu. Còn nếu mà vẫn em vẫn có, em vẫn có ý chí thì đấy, cái câu mà chọn con tim hay là nghe theo lý trí thì chị Cóc Tiên chị còn đang phải hỏi thì làm sao mà em trả lời được câu hỏi đấy. Nhưng mà với Quân thì nếu là Quân thì Quân sao này? Đó thì nếu là em thì chắc chắn ở trong một cái mối quan hệ mà đang em đọc câu hỏi của bạn ấy thì em thấy bạn ấy có nói là chuyện tình cảm bạn ấy giống trong MV của em. Đó thì trong cái MV của em đấy thì là cái trường hợp đấy là một cái trường hợp em nghĩ là không khó để mà chấp nhận. Bởi vì nó quá là khổ thân đi. Nhưng mà Ellie lúc nào cũng sợ kiểu như mọi người đang nhìn phiến diện á, rồi còn những cái bố cục xung quanh không nhìn thấy thì mình sẽ lỡ mất một người yêu thương mình ấy. Thì em thì đấy, có nghĩa là khi mà ngồi bạn ấy kể chỉ trong câu chuyện ngắn thế thôi thì mình chưa thể hiểu được tất cả các cái tường tận trong câu chuyện tình cảm của hai bạn ý. Đó, nên là nếu mà em nghĩ là nếu biết thì mình mới có thể đưa ra một cái lời khuyên cho bạn ý chính xác từng tí một được. Còn nếu mà mình chưa biết rõ cái chuyện tình cảm như nào thì mình chỉ có thể nói chung chung để làm sao mà đúng với cái câu trả lời. Vậy bây giờ bạn có cho bạn là nên đi tiếp hay dừng lại? Nếu mà là trong cái giống câu chuyện trong MV của mình thì mình nghĩ là bạn nên tìm một cách nào đấy khéo léo để biến cái mối quan hệ thành một quan hệ bạn bè. Và khi mà mình có cái mối, mình có sự quan tâm đến người ta thật thì mình cũng có thể chia sẻ với người ta được. Và cái đó cũng không nên gay gắt quá với người ta nhé. Ok.